Những loại hoa đẹp cách mấy cũng tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ vào ngày mùng 1, kẻo tiền vàng, đội nón ra đi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tục thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam ta ra đời từ lâu và thể hiện được trong việc đó là coi trọng đời sống tâm linh cũng như là coi trọng cội nguồn. Trên bàn thờ ngày mùng 1 hay là ngày rằm, dù cúng mặn hay là cúng chay thì không thể nào thiếu một bình hoa tươi. Theo quan niệm xưa thì hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và dâng hoa cúng thì có ý nghĩa đó là chúng ta đang dâng lên những điều thiện lành, những điều tốt đẹp. Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng biết rõ là loại hoa nào thì nên cúng trên bàn thờ và loài hoa nào thì kiêng kỵ xuất hiện trên trang thờ của nhà mình. Và có thể nói rằng là có những loại hoa cho dù là có đẹp đến thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối không được cúng kẻo rước họa vào thân. Và ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tìm ra những loài hoa tuyệt đối cấm đem thờ cúng kẻo rước họa vào thân. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết ở video ngay sau đây. Những loại hoa đẹp mấy cũng tuyệt đối không được đặt trên bàn thờ ngày mùng 1, kẻo tiền vàng, đội nón ra đi. 1. Hoa ly. Hoa ly là một loài hoa có vẻ đẹp quyến rũ, màu sắc hoa rất rực rỡ, kiêu sa. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì không nên dâng hoa ly lên trên bàn thờ vì tránh đi tên gọi của loài hoa này. Ly được cho là ly tán hay chia ly. Chính vì vậy, tốt nhất bạn không nên dùng chúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên để mong cho mối quan hệ gia đình dòng họ hay thậm chí là bạn bè đồng nghiệp không bị ảnh hưởng, thậm chí là kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly lễ Phật. Hoa đại. Một trong những loài hoa mà bạn tuyệt đối không nên bày trên bàn thờ kẻo tán tài tán lộc, đó là hoa đại. Đây được biết đến là một loài hoa có mùi hương rất thơm, màu đẹp. Tuy nhiên, theo quan niệm của người xưa thì đây là hình dáng hoa giống với bộ phận nhạy cảm của nữ giới. Theo sự tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. Chính vì thế, việc bày trí hoa đại lên trên bàn thờ được coi là thiếu tôn trọng với tổ tiên và thần linh. Chính vì thế, khi chọn hoa đặt lên trên bàn thờ, gia chủ cần phải tránh loài hoa này. Hoa phong lan. Hoa phong lan được biết đến là loài hoa có hình dáng và màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên, chữ phong trong tên loài hoa này gần gũi với chữ phóng túng, phong tình. Chính vì lý do này mà loài hoa này cấm kỵ, không trưng bày trên bàn thờ, sẽ ảnh hưởng đến thần linh và vượng khí tài lộc của cả gia đình. Hoa dơm bụt. Hoa dơm bụt có màu sắc rất đẹp, tuy nhiên vì tên gọi của chúng không được hay cho nên không được lựa chọn để đặt lên trên bàn thờ. Vì theo quan niệm dân gian, như vậy sẽ thiếu đi nét thành kính trang nghiêm cần có. Chính vì những lý do trên mà bạn cần phải tránh bày loại hoa này trên bàn thờ sẽ làm mất đi phần nào sự trang trọng trang nghiêm vốn có của khu vực thờ cúng. Hoa lan móng rồng. Một trong những loài hoa tuyệt đối không được trưng bày lên trên bàn thờ đó là hoa lan móng rồng. Đây là loài hoa có hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ, tuy nhiên chúng lại sở hữu hình dạng cánh hoa giống với móng rồng và cái tên của loài hoa này cũng không mấy dễ nghe. Chính vì vậy, loại hoa này cũng không nên dùng để thờ cúng tổ tiên, sẽ gây ra những điểm xấu, không may mắn cho gia chủ. Hoa cúc vạn thọ. Trong dân gian thì cúc vạn thọ tượng trưng cho sự may mắn thịnh vượng, tuy nhiên loài hoa này cũng tuyệt đối không nên bày trên bàn thờ. Vì loài hoa này có hương nồng, hơi hôi cho nên không thể hiện được sự trang trọng của nơi thờ cúng. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi phong thủy, tướng số và các vấn đề tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát. Đội ngũ trợ lý sẽ xếp lịch cho quý vị gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Tiếp theo, hoa phù dung. Phù dung được xếp vào hàng những loài hoa có vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy nhất trong số các loài hoa hiện nay. Tuy nhiên, loài hoa này lại rất mong manh. Mặt khác, chúng còn có dòng đời ngắn ngủi, sớm nở, tối tàn, từ màu trắng muốt chuyển sang hồng, rồi thành đỏ, sẫm dần cho đến khi tàn. Chính vì vậy, người ta kiêng không cắm loài hoa này trên bàn thờ để tránh những điều không may sẽ xảy đến với gia đình. Hoa nhài. Dâng hoa cúng có ý nghĩa là dâng lên những điều thiện lành tốt đẹp đã làm được trong cuộc sống, như là những đóa hoa tươi thắm, thơm tho, dâng cúng chư Phật Thánh, gia tiên, là hành động thành kính bày tỏ tâm biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều. Đối với các Phật tử, hoa là nhân, sau đó là kết quả. Cúng hoa là thể hiện cho việc tu nhân, nếu cúng hoa đẹp sẽ hái được quả ngon, mỗi khi thấy hoa nở là nhớ đến việc tu nhân thiện để tương lai mới được đền đáp.
Hoa dâng cúng nên chọn hoa thơm, tên đẹp, tính chất hoa đẹp. Hoa bây giờ có hàng trăm loại, tùy mùa mà dâng hoa cúng khác nhau, nhưng cơ bản vẫn là cúc hồng, sen huệ. Nhiều loài hoa nhưng chỉ có một số loài để thờ cúng như là hoa hồng, hoa huệ dùng để dâng cúng mà thôi. Hoa nhài tuy là biểu tượng trong sạch, tinh khiết, nhưng trong dân gian, loài hoa này lại không đứng đắn và hay gặp nghịch cảnh, chẳng hạn như hoa nhài cắm bãi cất trâu. Hoa nhài xưa kia chỉ để chơi và ẩm ướp trà. Do đó, cần biết để chọn hoa cúng phù hợp mới trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Không cúng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Nhiều người khuyên rằng, gia chủ không nên bày hoa giả lên trên bàn thờ, mà chỉ nên dâng những loài hoa thật. Bàn thờ chính là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên hay các bậc bề trên. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến rằng nếu dâng những vật giả sẽ không thanh tịnh. Theo quan niệm, việc thờ cúng quan trọng nhất là ở cái tâm, chính vì thế nên dâng hoa tươi và thích hợp để bày tỏ lòng thành kính đối với bậc bề trên. Bạn cũng không nên dâng hoa héo và hoa khô lên trên bàn thờ, vì theo nhiều ý kiến, làm như vậy sẽ khiến cho mọi người trong gia đình gặp nhiều xui xẻo, công việc bất lợi, không may mắn trong làm ăn. Quý vị thân mến, bên cạnh việc thờ cúng thì quả cũng không kém phần quan trọng trong dịp thờ cúng vào mỗi ngày mùng 1 hay là ngày rằm. Có những loại quả dâng lên ban thờ ngày mùng 1 sẽ mang lại may mắn phát tài, bình an cho gia chủ, nhưng mà ngược lại thì cũng có những loại quả đại kỵ không nên dâng lễ. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem mùng 1 đầu tháng thì nên và không nên thắp hương những loại quả nào trong bài viết ngay sau đây. Bên cạnh việc chuẩn bị các nghi lễ, các gia đình cũng cần phải lưu ý trong việc chuẩn bị đồ cúng rằm, cụ thể là hoa quả thắp hương ngày mùng 1. Bởi không phải loại hoa quả nào cũng có thể dùng để trên bàn thờ để thắp hương, hoặc gia chủ ăn loại quả nào sẽ thắp hương loại quả đó. Nếu lựa chọn trái cây không đúng đặt lên trên mâm cúng trên bàn thờ, có thể phạm phải những điều kiêng kỵ trong tâm linh, làm phát sinh nhiều vấn đề rắc rối. Ngược lại, chọn đúng loại hoa quả để cúng giúp thu hút tài lộc đến cho gia đình khi thắp hương vào những dịp này. Những loại quả nên thắp hương vào ngày mùng 1. Quả táo. Trong phong thủy, quả táo tượng trưng cho sự yên bình và hòa hợp. Loại quả này cũng được ưa chuộng vì có màu đỏ, mang ý nghĩa tốt lành. Bày trái này lên trên bàn thờ vừa giúp đem lại hương thơm thoang thoảng mùi táo, đẹp và lại vừa biểu tượng cho sự yên bình. Quả dứa. Trong tiếng Hán, dứa phát âm nghe như may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà, đây cũng là một trong những loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị. Quả cam. Cam là một trong những loại quả được các gia đình ưa chuộng nhất khi cúng bàn thờ. Ngoài ý nghĩa về phong thủy, cam được coi là gửi gắm lời cầu nguyện về may mắn thành công. Hơn nữa, cam cũng được để lâu trên bàn thờ và có mùi rất thơm. Chuối. Chuối trong phong thủy mang ý nghĩa thu hút. Chuối cũng tượng trưng cho bàn tay của Phật nên được nhiều người thích đặt lên trên bàn thờ để thắp hương, thờ cúng. Tuy nhiên, nếu đi tảo mộ hay trong tháng cô hồn, gia đình nên tránh không dùng chuối để tránh chào đón các vị khách không mời mà tới. Bưởi. Trong tiếng Hán, từ bưởi phát âm giống như là con trai, do vậy mọi người thường bày bưởi để xin lộc về con cái. Hơn nữa, trái bưởi trái bồng có hình dáng tròn tròn rất đẹp, phù hợp để bày biện trên bàn thờ và cũng tỏa mùi hương thơm ngan ngát cho không gian thờ cúng thêm linh thiêng. Những loại quả kiêng kỵ thắp hương vào ngày mùng 1. Hoa quả giả. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt, gia chủ nên chọn những loại hoa quả mang ý nghĩa tốt lành, đủ màu sắc tượng trưng để thắp hương cho ngày mùng 1 hay ngày rằm hàng tháng. Việc bày hoa quả giả trên bàn thờ và những ngày này vừa không tôn trọng thần linh gia tiên, vừa không có lợi cho phong thủy. Hoa quả đã chín nẫu. Cúng ngày mùng 1 hay ngày rằm, gia chủ cũng không nên chọn những loại quả đã chín nẫu, vàng vừa đủ là đẹp mắt. Bởi nếu đặt những loại quả này lên trên bàn thờ sẽ nhanh hỏng, thu hút ruồi muỗi, bọ lui tới, làm ô uế nơi thờ cúng, đánh mất đi sự trang nghiêm cần thiết. Những loại quả có gai nhọn. Nhiều gia đình nghĩ rằng mùa nào thức đó. Nhiều gia đình có người thích ăn các loại quả có gai nhọn, cho nên nghĩ rằng nếu như người thích ăn quả nào thì mua loại quả đó đặt lên trên bàn thờ. Như vậy là sai. Bởi theo quan niệm phong thủy, dùng những loại quả có gai nhọn để thắp hương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến gia đạo, sự bình an của các thành viên trong gia đình. Loại quả có mùi quá thơm. Hoa quả dùng thắp hương ngày mùng 1 hay ngày rằm đều không nên dùng những loại quả có mùi nồng nặc như là mít, sầu riêng, bởi vì bàn thờ cúng là nơi linh thiêng, do đó nên lựa chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào là phù hợp nhất. Những quả mọc sát đất. Những loại quả mọc sát đất có họ hàng với rau như là cà chua, me hay là thanh trà,
cũng không nên đặt, lựa chọn để sắp lên mâm lễ thắp hương. Mà tốt nhất, gia chủ nên lựa chọn những loại quả mọc trên cây cao như cam, xoài, đu đủ, bưởi thì tốt hơn. Tóm lại, mùng 1 cấm kỵ đặt loại hoa này lên trên bàn thờ, kẻo thần linh trách mắng tiền mất tật mang. 1. Hoa ly. 2. Hoa phong lan. 3. Cúc vạn thọ. 4. Không cúng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. 5. Hoa nhài. 6. Hoa phủ dung. 7. Hoa đại. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại. Quý vị đừng quên nhấn vào đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông tin phong thủy ý nghĩa quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung hữu ích tiếp theo.